Bây giờ thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn cái lắp hai cho các bạn nhá. Với cái lắp hai thì thầy sẽ vẽ hướng dẫn vẽ cái bàn này bằng phương pháp vẽ poly một khối. Đây thì thầy sẽ dựng lên luôn một cái khối bóc. Kích thước của nó sẽ là 1300 450 20. Đó. Đặt cái kỳ này. Rồi thì ở đây thì mờ để cho quả vật liệu vào đây. Rồi, ok, bật F4 lên. Đây khung lưới. Chuyển nó về dạng edit poly. Rồi, sau đó thì chọn số 2 ở đây. Connect hai cạnh này bạn. Chuột phải. Chọn connect. Chúng ta chỉ lấy một cạnh để làm được cái lưng sau, cũng là kích thước là 20 đúng không? Ok. Bật bật điểm. Kéo vào đây. Rồi, nó đã trùng với cái cạnh này rồi. Chúng ta sẽ chuột phải vào cái selection mode để kéo nó ngược ra. Âm 20. Rồi, tiếp theo thì thầy sẽ chọn thêm hai cạnh nữa. Và lại chuột phải, chọn connect. Tạo ra hai cạnh. Ok. Giữ an để trừ đi cái cạnh bên này, kéo sát nó vào bên này. Nhớ là vẫn bắt điểm nha, vẫn chuột phải vào đây và kéo ngược theo trục y là âm 20. Làm tương tự với cả cái thằng này thì chọn và thằng này rồi ấn loop để cho nó lấy những cái đường kết nối, kéo sát vào đây là cũng âm dương rồi chứ 20. Lúc này thì sẽ vẽ thêm một cái tấm đỡ ở đây nữa. Ở đây mình ít chút xuống là nó sẽ có đường bao khung rồi nha, để cần thêm tấm đỡ thì ở đây thì thầy sẽ chọn vào số 2, vẫn là số 2, chọn hai cạnh này, sau đó thì lại connect hai cạnh. Ok, cái cạnh này thì nó sẽ phải sát về ở đây, để chúng ta âm ngược nó ra là 20. Rồi hai cái cạnh này thì khoảng cách của nó cách cái cạnh ở bên trong này là 300. Để suy ra là cầm cái điểm này kéo vào đây. Âm ngược là 300. Hò nhiều quá. Rồi, chọn số 4 nha. Chọn tất cả những cái mặt này. Ok. Xong rồi thì thầy ấn chút xuống. Khoảng cách âm xuống của nó các bạn nhìn thấy ở đây là 730. Thầy nhập số vào đây. 730. Chúng ta được cái đường bó khung xung quanh cái này rồi. Bây giờ thì thầy sẽ vẽ cái bàn, cái học trên cao của nó là 150 đúng không? Đó, số 2. Chọn hai cạnh này và hai cạnh bên này nữa. Cái ba để nhìn nó tí. Hai cạnh này nhá. Đó, cái này là cạnh này. Rồi, chuột phải, connect. Để một cạnh. Ok. Sau đó thì cũng làm như vậy và kéo nó sát lên nóc theo trục Z và âm xuống âm 110. Rồi. Ở đây thầy sẽ chọn cạnh này. Quét chọn lên cạnh bên trên này và chuột phải connect vào đây. Ok. Lúc này thầy chọn số 4. Chọn hai cái này, ba cái này. Và phải chọn phần inset để cho nó có cái chiều dày vào trong này. Để nhập số vào đây là khoảng 3 mm. Đây thì chọn là bài polygon. Ok, sau đó thì ấn chuột phải chút. Cũng không cần nhập cái số 430 vào, chúng ta ấn 430 nhập luôn cũng được. Thầy thì hay ấn accept accept luôn, kéo nó vào từ lấy viên thuốc. Khó quá. Rồi. Ở đây mình sẽ làm thêm một cái tủ ở đằng trong. Chính nhờ cái mặt này. Với cái mặt này thì sẽ inset nó vào trong. À chứ inset nó có khoảng 50 và khoảng 20 ở đây này. Thì các bạn chọn số 2. Chọn hai cạnh này. Đó.
còn đây, ở đây nó cần hai cạnh đúng không, cạnh nào ở trên cạnh nào ở dưới, cạnh trên nó sát cái này âm xuống 20, cạnh này, này cạnh dưới trong dưới này ngược lên 50 rồi. Cạnh số 4 nhá, còn cái mặt này insert trong cũng là để ở 3 đi, ok, và cũng lại đi chút các bạn đó, cẩn thận nữa thì sẽ chọn cái mặt này, cái mặt này đi chút nữa ra cho nó sát vào đây, cái này nó có khoảng cách để ở đây nó khoảng độ 30 rồi. Đó, rất nhanh là chúng ta đã vẽ xong cái bản. Các bạn cần làm thêm một việc nữa, các bạn đổ vật liệu cho cái này. Cái đổ vật liệu thì các bạn lên trên mạng, các bạn tìm mà cố này. Rồi, hình ảnh này. Chọn cái map nào đó dễ dùng. Và chờ hút rồi phải lấy cái này luôn nhé để dùng lưu rồi. Lưu thì bỏ luôn desktop cũng được rồi, ấn vào cái diffuse ở đây, rút bên cạnh diffuse chọn bitmap, tìm cái đường dẫn chứa cái đó, họ hiển thị lên đây thì ấn vào show map này, show map thì nó mới hiển thị lên đây được. Như vậy các bạn phải thêm một cái lệnh nữa là UVV kết map, đó là box và điền số với đây là 1000 1000 1000, đó và được một cái map gỗ cho cái bàn này dùng. Đến mất đây là cái bàn, ở đây thì sẽ có thêm một cái bàn nữa, bàn trà. Cái vẽ bàn trà thì kết hợp giữa SPLine không được học và và poly một tí. Spline thì sẽ vẽ vào đây một cái cycle kích thước nó khoảng độ 400 bán kính. Đây sẽ đè cho nó một cái lệnh edit spline số 3, chọn tiến này và sử dụng cái lệnh outline vào trong nó khoảng độ 10 à. Đó, như này rồi. Rồi, các bạn có thể thấy ở đây là số cạnh mà nó đang hơi bị ít thì chúng ta chuyển sang cái cycle. Là để xóa cái SPI đi nhỉ, để cái cổ này cho nó lên 10, cho nó kiểu nhiều cạnh hơn. Cái đi cái này số 3 chọn vào đây và đây sẽ outline lại 10 này, được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh chút chúng ta học là đi chút nó ngược lên 30 hả? Đó, chúng ta đổ vào đây một cái vật liệu như là vàng, nó cho màu vàng. Oh, ok rồi, trên này có cái map bột màu đen đúng không, thì cũng là hướng dẫn tìm rồi, tìm lại nhá. Đây mà bộ rất nhiều màu này. Black này, màu đen và thích màu khác được nhá. Đây thì đây luôn một cái màu đen này rồi, thì đi thì làm thêm một cái map nữa bên này, map bột chọn vào đây chọn bitmap và tìm cái map này rồi, được cái này rồi nhá, sau map sẵn đây này, ở đây thầy sẽ chuột phải clone để copy cái đối tượng này, cái đối tượng vòng tròn này để mình làm cái mặt bàn này. Trở lại cái SPLine này, ở đây xóa cái tuyến ở bên ngoài đi, giữ tuyến trong, áp dụng cái tính chất đọc rỗng của cái này chút thì chúng ta sẽ có mặt bên trong như này, ấn mở chúng ta đổ vật liệu màu đen nữa. Đương nhiên các bạn cũng sẽ phải UVV cái map đó, như bạn nhanh chúng ta vẽ được cái mặt bàn này đúng không, vẽ chân bàn này Binder nha. Binder thì cái để ở đây là kích thước là 10 15, được được 400 rồi. Đây để chọn cái select này, kéo nó theo đúng thúc Z để cho nó có cái vị trí của cái điểm này nó vào đây, mình cầm cái này ở đây mình kéo vào đây. Đó, theo thúc Z thì nó đã bằng ở đây rồi.
vào mặt tốp và kéo cái này lên trên này, kéo đúng vào vị trí ở đây. Đấy, cái này mình cân nhắc một chút rồi, không cần quá chính xác. Đó, đồng một chân bàn như này rồi đổ luôn đổ luôn là màu đen nhá, đen đó. Rồi thì ở đây để xử lý nó về poly, chọn số 4 tầng này cho nó to làm cứ bằng cái skill to làm cứ à quên chưa và cái này đi nhá, quên chưa tắt cái hai sắp mình này. Tắt đi nó không bị ngược cạnh quá. Edit poly chọn 4 rồi cho nó to làm một tí, thể hiện cái tính chất là trên to dưới bé giống như thế này. Chọn số 2 chọn toàn bộ cái cạnh này, chữ an trừ đi để chọn toàn bộ cái cạnh bên dưới đúng không. Sau đó các bạn ấn chuột phải jumper để cho nó lên khoảng độ 7, tăng số lượng cong này à, để nó sẽ cong ở trong này. Ok sau đó, sau đó thì quét toàn bộ cái này chuột phải connect để chúng ta tạo được một cái đường giữa. Nhưng mà các bạn để ý là vì cái đoạn bên dưới nó nhỏ trên nó to thì có thể kéo thay cái thông số lên một chút, có thể là tầm này đúng không. Đó, ok rồi, đây chọn 4 và đi tách toàn bộ cái phần bên dưới này ra, kéo bên dưới tìm cái đi tách à, đi tách ra rồi. Vậy chúng ta sẽ có một cái mặt trên màu đen và chúng ta chọn đối tượng bên dưới, chúng ta đổ nó cái màu vàng giống như cái màu vàng đồng ở đây. Rồi chúng ta đồng cái thêm gì đó, sau đó các bạn chọn và quét chọn toàn bộ nhá, ấn group group nó lại thành đối tượng thành cái chân gì. Chúng ta học được thêm một cái lệnh nữa đây là đổi tâm hierarchy và affect pivot only. Các bạn sử dụng cái dưới cái mô để các bạn kéo cái này lên đúng cái tâm bên trên của nó. Nhớ cái này nhá, thì luôn luôn chuyển ba chế độ là select rotate mover và scale nhá. Bởi vì chọn cái này thì để đảm bảo là cái tâm của nó sẽ được ở bên trên này. Chọn xong rồi thì các bạn thoát khỏi cái vùng này và xoay nó một chút bằng cái lệnh E. E là xoay đó. Chúng ta có thể xoay bằng tay như này cũng được, nhưng mà thông thường thì thầy sẽ muốn xoay nó một cái góc nào đó mà muốn. Ở đây thì như nó là chụp X kìa, chụp X các bạn nhập chỉ số ở đây là 20 à. Chúng ta thấy trên bàn nó cong vào như này, nó xuôi ra như này. Thầy sẽ là vào mặt tốt để thầy vẽ tốt 43 chân còn lại. Với cái này thì chúng ta sẽ đổi tâm nó như là chi, chúng ta chọn đây nó đổi tâm, chọn mover kéo quyết định vật điểm này, thấy chưa, nó vào tâm ở đây rồi. Các bạn cũng nhớ chuyển lại sang hai cái này. Ok rồi thì quay trở lại đây và chọn chế độ xoay, bật góc lên mà chuột phải vào gần bật góc và nhập cho nó là ở đây là 90 độ. Mở ta đi nhá, giữ shift để copy đó. Bạn thấy đây, sẽ copy một lần, chúng ta cần ba cái chân nữa đúng không, 1 2 3 và nhập số ở đây là 3. Ok rồi, xong cái bàn ở đây khó nhớ nhỉ. Rồi thế thôi, bài đừng dễ mà. Ok nha, thế là xong cái lớp à, không chưa xong đâu. Thực ra là trong cái bài mà thầy giao các bạn sẽ đọc cái yêu cầu nhá, nhớ đọc cái yêu cầu. Ông nào không đi học thì cũng tập trung đọc yêu cầu à, nhập cái này à, đây yêu cầu này, vẽ 4 cái đồ đã cho nhá, 4 cái bộ đồ là 4 cái này này, giường bàn kệ tủ, và tìm trên mạng một số đồ nội thất, nhớ là gắn vật liệu nhá. Và tất cả các đối tượng này thì các bạn phải vẽ lên dạng một khối với những cái mà nó cùng vật liệu thì chúng ta tạo bằng một khối. Các bạn nhìn thấy ở đây như cái bàn này này, nó là một vật liệu đều là gỗ hết, các bạn để một khối. Cái này nó là hai vật liệu, các bạn để hai khối. Đây vật liệu thứ ba, để khối thứ ba đó, nó phải rời nhau. Cái này nó là cùng một vật liệu, nó phải để chung. Rồi xong.